Vào thập kỷ 1950, trong bối cảnh chiến tranh lạnh, cuộc đua không gian giữa Liên Xô và Hoa Kỳ đã đạt đến đỉnh điểm. Liên Xô đã ghi dấu ấn quan trọng khi phóng thành công vệ tinh nhân tạo đầu tiên, Sputnik 1, vào ngày 4 tháng 10 năm 1957. Đó chỉ là bước khởi đầu cho những kế hoạch táo bạo hơn của họ. Trong những nỗ lực tiếp theo, Liên Xô quyết định gửi một sinh vật sống vào không gian. Laika, một chú chó nhỏ đến từ đường phố Moscow, đã được chọn cho sứ mệnh đặc biệt này. Với lòng trung thành và sự dũng cảm, Laika đã trở thành một người bạn đồng hành đặc biệt của các nhà khoa học trong những ngày tháng chuẩn bị gian nan. Vào ngày 3 tháng 11 năm 1957, Laika được đưa lên tàu vũ trụ Sputnik 2 và phóng lên quỹ đạo. Ban đầu, Laika chịu đựng tốt sự phóng tàu và điều kiện khắc nghiệt của không gian. Tuy nhiên, một sự cố và hệ thống điều hòa nhiệt độ đã khiến cho nhiệt độ bên trong khoang tàu tăng lên. Laika đã hy sinh sau vài giờ chịu đựng căng thẳng và nhiệt độ khắc nghiệt. Sự hy sinh của Laika đã gây chấn động toàn thế giới, làm dấy lên nhiều cuộc tranh luận về đạo đức trong việc sử dụng động vật cho thí nghiệm khoa học. Tuy nhiên, không ai có thể phủ nhận rằng Laika đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển của khoa học không gian. Các dữ liệu thu thập được từ chuyến bay của Laika đã giúp cho các nhà khoa học hiểu rõ hơn về ảnh hưởng của không gian đối với cơ thể sống, mở đường cho các sứ mệnh có người lái trong không gian. Laika đã trở thành một biểu tượng của lòng dũng cảm và sự hy sinh. Chú chó nhỏ đến từ đường phố Moscow đã bay vào không gian và trở thành một phần của hành trình chinh phục vũ trụ của nhân loại.